quy luật trong ngoài. Cái gì có bên trong thì mới có bên ngoài. Thế giới bên trong sẽ tạo nên thế giới bên ngoài. Thì có nhiều anh chị nói là tôi muốn giàu có, tôi muốn có xe, có nhà, tôi muốn tự do tài chính, nhưng lại không thích cái người giàu có, không thích ăn mừng thành công. Khi người thành công, người ta ăn mừng thành công thì mình lại đi, mình lại ao ra, mình không thích ăn mừng thành công. Nói là tôi thích xe sang, thích ô tô xịn, nhưng bên trong nó có quá nhiều mâu thuẫn, nó lo lắng, lộn xộn. Hay là sáng mở mắt ra thì lại nghĩ đến cơm áo gạo tiền, lo điện nước ga gạo, tiền trường, tiền nhà, tiền học. Thì đó là những cái lo lắng, những cái suy nghĩ nó sẽ mang một cái tần số năng lượng, cái tần số cảm xúc của mình. Nên là anh chị mình hãy học cái cách thay đổi suy nghĩ và chuyển đổi cái cảm xúc của mình, để mà mình phải huấn luyện từ bên trong, mình phải huấn luyện, mình phải chuyển đổi từ bên trong. Và cái hành trình rèn giũa này thì các anh chị mình cũng cần phải có một người thầy và một cái môi trường để dẫn dắt, để đồng hành cùng với các anh chị, thì các anh chị mới đi vững và dễ dàng đạt được những cái điều mong muốn. Và khi anh chị mình đặt ra cái mục tiêu thì đừng có sợ là mình sẽ không làm được. Mỗi ngày mình hãy tự hỏi mình rằng mình cần phải rèn giũa cái gì, mình cần phải học về cái kỹ năng gì, cái tạo nên cái giá trị gì để mình đạt được cái mục tiêu đó. Và mình hãy tin tưởng tuyệt đối vào chính mình, và hãy nói với chính mình rằng là mình đang thành công vì mình đang tốt lên từng ngày, mình đang học tập, mình đang rèn giũa mỗi ngày. Và còn rất là nhiều những cái bí kíp tuyệt vời khác để giúp cho bạn biến ước mơ của bạn thành hiện thực. Nếu bạn cũng muốn có một cái môi trường học tập và rèn luyện để phát triển bản thân với những cái bí kíp tuyệt vời và hoàn toàn miễn phí, thì có thể tham gia vào nhóm học tập của Lý để Lý đồng hành với các anh chị nhé. Hãy tận hưởng những cái nơi mà có năng lượng tuyệt vời nhất để biến mọi ước mơ của mình thành hiện thực. Đó là biến từ bên trong ra bên ngoài. Đó là quy luật trong ngoài, là một trong 6 cái quy luật của vũ trụ.